Lưu trữ quốc gia đưa ra một cái thông báo hiện nay, họ cho biết họ đã xác định có hơn 100 tài liệu có đánh dấu loại có thể nói rằng là loại mật nhất. Cơ quan lưu trữ quốc gia đã xác định có hơn 100 tài liệu có đánh dấu phân loại, bao gồm một số tài liệu được xác định là tối mật và thuộc chương trình tiếp cận đặc biệt nhạy cảm. Và sau khi cơ quan lưu trữ quốc gia xem xét tất cả các 15 hộp hồ sơ Nhà Trắng thu nhập được lần đầu tiên từ dinh thự của Tổng thống Donald Trump, thì họ có thấy rằng đây là vào tháng 1 năm 2022, theo một lá thư do nhân viên lưu trữ lưu hành của cơ quan lưu trữ gửi tới luật sư cho cựu Tổng thống Donald Trump, và họ biểu rằng đó là những cái hồ sơ mật cần được lưu trữ tại hội gọi là Cục Dự trữ Quốc gia. Đặc biệt nhất là một người thân thuộc với bức thư đã xác định một cái cách xác thực với ông Robert Costa, một trong những phóng viên của đài truyền hình CBS. Bức thư lần đầu tiên được báo cáo trên tờ Rush Street News. Đây là một trong những phóng viên điều tra hiện được biết đến nhiều nhất, là một nhà bình luận bảo thủ Ron Solomon vào tháng 6. Và ông Solomon đã được chỉ định bởi Tổng thống Donald Trump và một quan chức chính quyền có tên là Cash Patel là đại diện để tiếp cận hồ sơ của chính quyền của Tổng thống. Tất cả những sự kiện này để khởi đi cho quý vị có một cái hình ảnh nhận thì rõ ràng là tất cả các hồ sơ sau khi được di chuyển từ White House đến Mar-a-Lago đã được cựu dự trữ liên bang thông báo và cho biết trong đó có nhiều hồ sơ mật và cần phải gửi về của nơi gọi là Sở Lưu trữ Quốc gia. Nhưng tất cả những sự kiện này đã được tất cả luật sư của Tổng thống Donald Trump không quan tâm nhiều, và đó đã đi đến một cái tình trạng xảy ra một cái cuộc lục xét ở Mar-a-Lago. Tất cả những cái sự kiện này cho thấy hiện nay vẫn có hai cái vấn đề chống đối với nhau. Xung quanh theo dõi thì thấy tất cả những cái gì liên quan đến cái Cục Dự trữ Liên bang và đến tất cả hồ sơ ở tại Mar-a-Lago nó có những ý kiến như thế nào? Thưa quý vị, và một trong những cái ý kiến đến từ cựu đặc biệt viên FBI ông Peter Zioki, người mà đã từng bị sa thải khi mà cách đây khoảng chừng vài năm trước, ông đã nói với một cái người đồng nghiệp của mình rằng là với những cái tin nhắn mà ngăn chặn Donald Trump trở thành tổng thống, thì vừa mới đây thì ông đã xuất hiện trên một cái chương trình mang tên là Morning Joe của đài MSNBC vào thứ Hai. Ông đã nói với lại những cái người theo dõi chương trình rằng người Mỹ nên hoàn toàn tin tưởng những gì FBI đang làm. Với những cái gì liên quan đến những cái thông tin đang xảy ra tại Mar-a-Lago thì ông kêu gọi là người Mỹ hoàn toàn tin tưởng vào FBI, thưa quý vị. Đúng rồi, đây là một trong những nhân viên FBI. Cảm ơn Xuân Kiên khi đưa ra đến tên một cái nhân viên của FBI. Ông này đã bị sa thải bởi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Và bây giờ thì ông là một trong những người đã được một vài đài truyền hình như là Xuân Kiên vừa mới nêu tên, đó là MSNBC cũng giống như là CBS mời lên để trình bày tất cả những sự kiện liên quan đến cái vai trò của FBI trong cái cuộc gọi là lục xét nhà của cựu Tổng thống Donald Trump. Hiện nay thì ông cho biết rằng là các đảng viên dân chủ gọi cuộc đột kích chưa từng có vào Mar-a-Lago là vấn đề trách nhiệm giải trình. Trong khi tất cả các đảng viên Cộng hòa như là vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, đó là ông Ted Cruz, nói với Fox rằng là Bộ Tư pháp và FBI dưới thời Tổng thống Biden bị chính trị hóa sâu sắc, đó là hai cái quan điểm trái ngược nhau hoàn toàn. Một bên phía Cộng hòa thì cho rằng cái hành động lục soát ở Mar-a-Lago đó là một trong những hành động lệ thuộc vào vấn đề chính trị sâu sắc nhằm có thể có những cái khuynh hướng để giữ lại được Hạ viện và Thượng viện trong tương lai. Nhưng bên cạnh đó thì tất cả những nhân viên truyền thống của FBI thì cho rằng đây là một trong những sự việc cần phải giải trình và cần phải kiểm soát, vì tất cả những cái gì mà tất cả các vị tổng thống để lại đều phải tuân thủ theo hiến pháp, và tất cả các hồ sơ đã đánh dấu mật thì phải lưu trữ ở cựu lưu trữ gọi là kho dự trữ quốc gia. Đó là hai cái vấn đề hoàn toàn trái ngược với nhau. Nhưng mà ông Stock đã nói với tất cả những người đồng dẫn chương trình như là ông Rose Scarborough rằng là thật là buồn cười khi không có cái sự phẫn nộ nào từ các đảng viên Cộng hòa khi ông làm việc tại cơ quan, khi ông và các đồng nghiệp sử dụng lệnh khám xét để khám xét tất cả các email của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Thì ông cho rằng dưới thời kỳ mà của Tổng thống Obama và tất cả những đề nghị đưa ra để khám xét nhà của bà cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton thì lúc đó tất cả các thành viên của Đảng Cộng hòa không có lên tiếng gì nhiều. Tuy nhiên đến bây giờ thì lên tiếng, thì đó là một trong những cái sự kiện mà chúng ta thấy nhan nhản hàng ngày, vì Đảng Dân Chủ thì ông bên ông, bà bên bà, đó là cái chuyện thường tình xảy ra ở Hoa Kỳ. Nhưng có một sự im lặng tuyệt đối khi FBI đang điều tra cựu Ngoại trưởng Clinton. Ông Stock đã nói rằng đó là có sự im lặng tuyệt đối khi FBI đang làm những việc không nhắm vào họ. Vì vậy tôi nghĩ đây là một câu chuyện một chiều đã được phát triển và khuếch đại, đặc biệt là bởi Tổng thống Donald Trump từ năm 2015 cho đến 2016. Thì chắc là quý vị cũng đã thấy hiện nay thì tất cả các tin tức cho thấy gần tới 700 trang hồ sơ
có thể nói là đục vào loại tối mật đã được FBI lưu giữ và gửi về để chờ đưa ra một trong những cái phán quyết trong tương lai. Thế thì trong tương lai ai sẽ là cái người được có quyền xem giải trình tất cả các hồ sơ này và phân loại đó là mật như thế nào và ở cái mức độ như thế nào? Đó là một vấn đề mà chúng ta đang được bàn cãi nhiều qua sự kiện diễn ra ở tại Mar-a-Lago. Sáng nay thì chúng tôi cũng đề cập đến một trong những vấn đề mà chúng ta đang theo dõi hiện nay. Kính thưa quý vị, đó là cuộc bầu cử vào ngày 11 tháng 8 tới đây. Cuộc bầu cử vào ngày 11 tháng 8 sẽ có thể nó quyết định một số cơ sở hạ tầng tại địa phương, nhưng bên cạnh đó thì gồm có những cái chức vụ quan trọng tại Hạ viện liên bang cũng giống như Hạ viện tiểu bang, cũng như Thượng viện liên bang và Thượng viện tại tiểu bang, và đặc biệt như một số thống đốc sẽ được bầu lại vào ngày 11 tháng 8 tới đây. Nhưng 18 tháng 11, nhưng kính thưa quý vị, liệu bây giờ đảng Dân Chủ qua những cái cuộc bầu cử sơ bộ, sáng nay chúng tôi sẽ đề cập đến bầu cử sơ bộ tại New York và Florida, thì tất cả các tin tức dự đoán rằng đảng Dân ở Florida hôm thứ Ba đã chọn dân biểu Charlie Crist, một trong những cựu thống đốc của đảng Cộng Hòa và là cựu thống đốc của bang, để chống lại thống đốc Cộng Hòa đương nhiệm đầy quyền lực, đó là ông Ron DeSantis. Chắc là chúng ta cũng biết rằng hiện nay thì khó ai có thể đánh bại được ông John DeSantis ở tại tiểu bang Florida. Trong quỹ dự trữ tranh cử của ông hiện nay có tới 160 triệu đô la, và ông có những cái nguồn gọi là ủng hộ ông đến từ những dân tộc thiểu số, những người Cuba, những người Mỹ Latin, và đồng thời ông là một người có thể nói rằng đã tạo nên một cái không khí kích hoạt vấn đề kinh tế ở Florida, và ông cũng là một trong những người được cựu tổng thống Donald Trump hiện nay yểm trợ ông rất nhiều. Lẽ nhiên vào tháng 11 tới đây, hình như tất cả những người dự đoán cuộc bầu cử tại Florida thì sẽ nghĩ rằng là đảng Cộng Hòa sẽ thắng và ông DeSantis có thể có nhiệm thêm một cái nhiệm kỳ ở tại chức vụ thống đốc tiểu bang Florida. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng những nguồn tin cho rằng ông DeSantis có thể trở thành một ứng cử viên tổng thống cho đảng Cộng Hòa, ở có thể là người thay thế cựu tổng thống Donald Trump. Nhưng bây giờ thì chúng ta đi qua tiểu bang New York, thì chắc là một trong những sự kiện chúng ta thấy rằng là ở bang New York thì phần lớn những thành viên của đảng Dân Chủ nắm đa số, khó có thể cưỡng lại được với một cái vị thống đốc Cộng Hòa có thể có trong tương lai, như trường hợp của ông Giuliani, một trong vị thị trưởng của thành phố New York là người đảng Cộng Hòa mà thôi. Hiện nay bây giờ thì có một cái ghế có thể rất là quan trọng giữa hai ứng cử viên của đảng Dân Chủ, đó là ông Nader, một trong những vị luật sư của đảng Dân Chủ và là một trong những người nổi tiếng. Vì sở dĩ có hai người ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong khu vực này vì cái đơn vị này họ góp lại với nhau thành một đơn vị mà trước đây là hai đơn vị. Và ông Nader đã đánh bại bà Melody trong một cái cuộc bầu cử vào sơ bộ vào ngày hôm qua. Trong một cái bản đồ phân chia gọi là phía trên của New York và phía dưới của New York thì nhập thành một cái địa điểm mà bà Meloni là một trong những gọi là dân biểu nổi tiếng của tiểu bang New York cũng đã bị đánh bại ngày hôm qua bởi một thành viên của đảng Dân Chủ. Qua những cái lời bình luận thì chúng ta thấy hiện nay ở tại tiểu bang New York, đảng Dân Chủ vẫn là một trong những gọi là cái đảng có một cái thành trì kiên cố như của thành trì kiên cố của đảng Dân Chủ ở tại tiểu bang California. Vậy thế chúng ta chờ xem tất cả những cái kết quả vào đến tháng 11 tới đây, liệu ai sẽ là người nắm được đa số tại Hạ viện. Quý vị đã cùng với chúng tôi qua Thế giới Chuyển động và chúng tôi trở lại phần tư với sự hiện diện của bác sĩ Kim Lee Ho, một trong những ứng cử viên chức vụ thị trưởng của thành phố Westminster.